Minecraft. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn tải Minecraft BE. Các bạn sẽ nói là không làm được nó không. Tại vì Minecraft BE đây là Minecraft có tiền. Đây, các bạn xem Minecraft BE chỉ có tiền. Bấm vào Minecraft BE nha. Nó sẽ có tiền. Đấy, nó sẽ có tiền rồi. Đây, thì cái này có nó có tiền, cái không có tiền là nó mới update hơn một cái không có tiền. Đây nó đã sửa rồi. Đấy, bây giờ chơi thử nha. Sẽ bấm vào giờ chơi thử. Đây nó sẽ mới update lên. Đây các bạn, nó sẽ vào nha. Nó mới update lên thêm một cái nữa. Cái này bị tắt cái gì ta. Ok, nó lên. Nó lại lên đây. Có chữ Minecraft. Minecraft đi. Ok, dùng tiêu chia thôi. Mình thi dự chia Minecraft. Mình sẽ xin tồn ở trong Minecraft này thôi. Ok, các bạn nào có thấy nó đang di chuyển không? Mình sẽ chơi cho các bạn xin. Đây mẹ vô được khi comment mấy quá. Okay, nó đang vào đấy các bạn. Nó đang vào.